Rồi, một siêu phẩm nữa, một siêu phẩm rất là đẹp tại khu dân cư Công Ích, quận 4. Một căn nhà gọi là, với khi mà quý anh chị có tầm tài chính tầm khoảng trên dưới 10 tỷ, chưa biết chọn ở khu nào, thì nơi đây là một cái siêu phẩm để quý anh chị lựa chọn, là một căn nhà nơi đi làm để trở về, và nơi gọi là mệt mỏi và giảm stress sau những lần làm việc. Và bây giờ cái căn nhà mà Phước Sửu giới thiệu đến quý anh chị có diện tích là chiều ngang 4, dài 17 và được thiết kế là 1 trệt 2 lầu sân thượng, và nhà ở là nhà trống nha quý anh chị, cũng không có nội thất gì nhiều. Quý anh chị mua vào thì ví dụ sắm thêm một ít nội thất thôi, bây giờ hiện tại là đang có nội thất cơ bản. Căn nhà được thiết kế là gồm 4 phòng ngủ, 5 toilet, và mỗi gian phòng ở đây thì rất rộng rãi thoáng mát. Nhà thì rất là đẹp, nằm trong một cái khu dân cư cực kỳ đông đúc rồi. Mua bán kinh doanh thì rất là thuận tiện luôn, bởi vì cái khu này như mọi người nghĩ ra nó rất là thuận tiện trong cái việc mua bán, bởi vì rất là nhiều cửa hàng nè, những tiện ích. Một vị trí của căn nhà rất là đẹp, mình có thể đi vào bằng hai đường, đường Nguyễn Lương Bằng vào cũng được nè, đường Phạm Hữu Lầu cũng được. Một khu dân cư bảo vệ an ninh 24/7 luôn, làm văn phòng kinh doanh nè, kết hợp cho thuê căn hộ dịch vụ, hoặc là mình làm nhà để ở riêng lẻ cũng được. Và đặc biệt ở đây là không bao giờ bị triều cường hay là ngập nước nha quý anh chị. Những cái tiện ích xung quanh thì như Phước Sửu nói là rất là đẹp luôn. Và căn nhà này nằm ở một cái cung đường là đường số sát đường Phạm Hữu Lầu, đặc biệt là rất là gần bờ sông, nên ở đây là không khí và gió ở đây rất là thoáng mát luôn. Một mức giá cực kỳ gọi là thị chỉ bán luôn á quý anh chị ạ. Quý anh chị cần thêm thông tin inbox ngay cho Phước Sửu. Và bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người khám phá về khu dân cư này, để biết khu dân cư này có phải là một nơi đáng sống hay không nha. Khu dân cư Công Ích, quận 4, nằm rất là gần Phú Mỹ Hưng, cách Phú Mỹ Hưng tầm khoảng 5 phút. Khu dân cư an ninh, dân trí cao, có các công trình dịch vụ tiện ích hiện hữu xung quanh, đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm, đi lại, học tập, sức khỏe của khu dân cư nơi đây. Như mọi người nhìn thấy thì ở đây thì có rất là nhiều nè, khu vui chơi trẻ em nè, công viên nội khu nằm sát sông Rạch Dơi, nên không khí luôn được điều hòa thoáng mát. Có gió, có nước, có cây, luôn giúp cho không khí trong lành. Gần khu vui chơi trẻ em có một công viên nội khu nè, có con trẻ của bạn thì sẽ có điều kiện học tập và rèn luyện sức khỏe rất là tốt. Trong khu này còn có là phòng tập gym, tennis, hồ bơi, spa, massage, nhà hàng, khách sạn, rất là gần trung tâm mua sắm giải trí như Lotte Mart nè, Vivo City, Reason Mall, Co-op Mart, Bixi, gần nhà trẻ và tất cả những cái trường đại học lớn như Đại học Quốc tế Remit nè, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Tôn Đức Thắng, và rất là nhiều trường quốc tế như là Canada, Nam Sài Gòn. Vì vậy khi mà bạn ở đây thì bạn cảm thấy giác sẽ là yên tâm hơn và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để đưa đón con đi học và vấn đề di chuyển đi lại khi mà đi làm. Một môi trường sống cực kỳ thoải mái, thích hợp nghỉ ngơi, dậy, gọi là nghỉ dưỡng. Và đặc biệt ở đây rất là thuận tiện cho việc đi gọi là điều trị và chăm sóc sức khỏe. Có nhiều bệnh viện như bệnh viện Tim Tâm Đức, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện quận 7 và rất là nhiều bệnh viện phòng khám đa khoa xung quanh. Giao thông thì cực kỳ thuận tiện, kết nối qua quận 1, quận 5, quận 4 và tất cả con đường ở đây là những con đường bàn cờ thông nhau. Ở đây thì có rất là nhiều loại diện tích, trong đó có diện tích là 7x19, 4x18, 5x16, 5x20. Và ở đây là tất cả giấy tờ pháp lý là rõ ràng, sổ hồng từng nền, mua bán sang tên ngay, tất cả đã có sổ đỏ, nên là khi mà quý anh chị mà mua đất thì có thể là xây dựng ngay. Phát triển một khu dân cư gọi là theo kiểu mẫu là một nơi lý tưởng cho khách hàng, một lựa chọn gọi là đầu tư an cư và lạc nghiệp. Để có nhiều thông tin hơn nữa về khu dân cư Công Ích, quận 4, inbox ngay cho Phước Sửu. Hoặc là quý anh chị có nhu cầu ký gửi những sản phẩm tại khu Công Ích, quận 4, hãy alo ngay cho số hotline bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau ạ.